Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học phần 3 bài 6, giáo trình Đường đến nước Nga quyển 2. Trong phần bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học cách biến đổi của tính từ và đại từ đi cùng với các danh từ số nhiều ở sáu cách. Trên thực tế thì cho đến thời điểm này cái kỹ năng mà nhận biết tiếng Nga có thể nói là nhận biết tiếng Nga và nói tiếng Nga của các bạn đã khá tốt rồi. Cho nên là người ta dạy chúng ta rất nhanh ở trong quyển sách này và người ta chỉ tổng hợp cho chúng ta cái đuôi từ nó sẽ biến đổi như thế nào và sau đó thì chúng ta sẽ phải tự rút ra những cái kết luận khi mà chúng ta tham khảo những cái ví dụ này. Ví dụ ở trong bảng số 2 này Tablitsa 2. À chúng ta sẽ xem các ví dụ. Đây là cách một cách một thì biểu hiện đó là Ani nhi với đại từ là Ani nhi thế và ở trong cái ô này là cái đuôi của tính từ thế còn ở trên này thì là đại từ thế vậy thì các em lưu ý lại nhé đây là chúng ta đang học cái cách biến đổi của đại từ miestay me ni miestay là đại từ và Prilaga nuye là tính từ Vậy thì chúng biến đổi như thế nào chúng ta sẽ lần lượt xem. Thứ nhất là cách một Đại từ sẽ là A nhi. Tức là ý chỉ số nhiều. Thế và đuôi của tính từ sẽ là đuôi Ư E và I, E. Có hai loại đuôi thôi. Trên thực tế có khả năng là nó cũng rất dễ cho nên là người ta tổng hợp nhanh cho chúng ta. Ở cách 2 thì A nhi sẽ thành là ich, ich. Thế và đuôi của tính từ sẽ là ư, ư và i, đọc là ich và üch. Đuôi ở cách ba, đuôi ở cách ba thì nếu mà là đại từ sẽ là im hoặc là nhim và đuôi của tính từ sẽ là ưm và im. Cách bốn thì chúng ta biết là cách bốn nếu mà à, các bạn còn nhớ là cách bốn số nhiều khi mà đi với các danh từ mà chỉ bất động vật thì có đuôi của nó giống hệt như là ở cách một ví dụ đây là ư e thì đấy cũng là ư e i e đấy cũng là i e đúng không ạ đó thế và cách năm cách năm của chúng ta thì đuôi sẽ là ư mi và i mi thế còn đại từ sẽ là i mi chúng ta nhớ là ai nhi nhé ai nhi đấy là i mi cách sáu cách sáu thì sẽ có đuôi a nhi ich sẽ là a tại sao lại luôn là a bởi vì sao cách 6 của chúng ta là giới cách cho nên là luôn luôn phải có giới từ thế mà giới từ ở đây chúng người ta sử dụng trong trường hợp này là giới từ ô chẳng hạn thì là a chẳng hạn về họ chẳng hạn đó a nhi thành thế và đuôi của tính từ sẽ là ước và ich thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy đuôi của tính từ ở cách hai và cách 6 chúng ta nhìn thấy cái đuôi nó giống nhau đúng không ạ ừ ước và ich đúng không ạ Cách năm thì nó có cái đặc biệt rồi. Nó là ư mi và y mi rồi. Đúng không ạ? Cách 4 mà chỉ bất động vật thì nó là ư e và y e. Đúng không ạ? Đó. Thế và cách 2 thì nó là ư và i, Đúng không ạ? Đó. Thế còn cách 1 và cách 4 này là chúng ta nhìn thấy giống nhau. Chỉ có cách 3 là hơi khác đi một chút. Cách 3 thì nó là ưm và im. Và nó cũng dễ nhớ khi liên hệ với cách 5 thì là ư mi và y mi. Thêm i sau đúng không ạ, ư mi và imi, đây là ư um và im, đây là ư mi và imi. À như vậy thì vừa rồi chúng ta đã nhìn thấy là cái sự biến đổi của tính từ, hay đuôi của tính từ, hay là của đại từ khi đi cùng với các à, ở trong câu, à, khi đi cùng với các danh từ số nhiều ở sáu cách nó như thế nào đúng không ạ? Thực chất ra thì nó cũng rất dễ thôi. Nhưng mà để làm sao mà nhớ được mới lại là cái vấn đề đúng không ạ? vấn đề của nó là gì là chúng ta phải nhớ được mà khi chúng ta muốn nói bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một vài cái ví dụ ở đây ví dụ ở cách hai này à cách một này мне два вида города улицы здания đúng không tôi rất thích những là cái thành phố những đường phố và những ngôi nhà thì có câu hỏi какие города улицы здания những đường phố nào những thành phố nào và những ngôi nhà nào câu hỏi kaki ý chỉ là khi trả lời chúng ta phải sử dụng tính từ đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có Echi Starinnie Ruskie Garada Ulitsi Đúng không ạ? Đây là đuôi ư e và đuôi i e. Đó khi sang số nhiều đúng không ạ? Đó Thì Starinnie là gì? Ruskie là gì? Thì thầy giáo không giải thích nữa rồi Bởi vì chúng ta đều phải biết hết rồi đúng không ạ? Starinnie là cổ kính và Ruskie là thuộc về Nga Đúng không ạ? Đó Echi là này đó. Bây giờ chúng ta sang câu 2. Na vystavke mozhna uvidit fotografi. Ở trên cuộc triển lãm có thể nhìn thấy những bức ảnh. Ảnh gì? Chevo đúng không ạ? Ảnh gì? Ảnh của cái gì? Thì garadop của các thành phố. Ulits của các đường phố. Và zdani là của các ngôi nhà. Thế thì bây giờ người ta mới hỏi. Fotografi kakik garadop. Kakik ulits Và kaki zdani. À những bức ảnh của các thành phố nào, của các đường phố nào và các ngôi nhà nào thì người ta trả lời Photography этих старинных русских городов, улиц, зданий. À vậy thì chúng ta muốn nói nó ở cách hai số nhiều thì chúng ta phải sử dụng là gì? Photography этих старинных русских городов, улиц, зданий. Đó, đó là ở cách hai. Chúng ta xem ví dụ ở cách 3. Я люблю гулять Garadam Ulyssam Plashadjam. Tôi rất thích dạo chơi theo các thành phố, các đường phố và các uh, quảng trường. Và câu hỏi kim Garadam theo những thành phố nào, đường phố nào và các quảng trường nào? thì khi trả lời cho câu hỏi kim Garadam chúng ta phải uh, dùng tính từ echim Starinum Ruskim. Theo những cái đường theo những cái thành phố cổ của Nga này Theo những cái đường phố cổ của Nga này Và theo những cái quảng trường cổ của Nga này Đúng không ạ? Đó Thì vậy thì trong những trường hợp như thế Thì là phải sử dụng tính từ Đuôi tính từ ở số nhiều Tương đương với các cách Ở đây cách 2, đây cách 3 này Đây là cách 4 này Cách 5 này, cách 6 này Đúng không ạ? Thì vậy thì để cho các bạn khỏi ngỡ ngàng Chúng ta sẽ tiếp tục dịch Yasudavus Tôi rất vui lòng đúng không ạ? Udavus là vui lòng Photography Tôi rất vui lòng là chụp ảnh các thành phố, đường phố và các ngôi nhà. Các kĩ là những thành phố nào, đường phố nào và ngôi nhà nào? Các kia thì giáo đã nói là gì? Nếu câu hỏi các kia, chúng ta phải sử dụng tính từ để trả lời, đúng không ạ? Эти старинные русские là những cái đường phố này, à những cái đường đường phố của nga cổ kính này hoặc là những cái thành phố của Nga cổ kính này hoặc là cái, những cái ngôi nhà Nga cổ kính này đúng không ạ đó thì vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là cách 4 này nó giống hệt như cách 1 đó à cách 5 nào dây in chiri động tin chiri đòi hỏi cái bổ ngữ nó phải cách 5 dây in chiri tôi quan tâm đến những thành phố những đường phố và những ngôi nhà thì kakimi karadami kakimi à người ta hỏi chúng ta kakimi là à, những cái thành phố nào, những đường phố nào và những ngôi nhà nào chúng ta trả lời à, những những ngôi nhà nga cổ kính này đúng không ạ? những thành phố nga cổ kính này hoặc là những ngôi à, những đường phố nga cổ kính này. Về cái sáu, tôi rất thích đọc về các thành phố, các đường phố và các ngôi nhà. Okaki à về những thành phố nào đường phố nào và những ngôi nhà nào chúng ta trả lời a bé đọc liền là a a b đọc a bé chi a và những cái thành phố nga cổ kính này đường phố nga cổ kính này và những ngôi nhà nga cổ kính này là tôi thích đọc về những những cái này đúng không ạ trong trường hợp như thế chúng ta sử dụng là cách sáu số nhiều đó như vậy thì vừa rồi là chúng ta đã xem một cái bảng tổng hợp những cái đuôi tính từ và đại từ ở cách 6, à ở 6 cách trong tiếng Nga. Bây giờ chúng ta à lưu ý, ở đây người ta lưu ý chúng ta обращайте внимание. Các bạn hãy lưu ý, 2 thì bằng 4, cách 2 bằng cách 4, đúng không Cách 2 bằng 4 là gì ở đây là кавокаких, đúng không ạ? Là khi mà chỉ à những cái à danh từ mà chỉ người đúng không ạ? На фотографии нет моих друзей. Ở trên bức hình này không có những người bạn của tôi. Các kiếp những người bạn nào không có? Ở đây không có những người bạn thủ học sinh cũ của tôi. Đúng không? Trong trường hợp này thì là sau nhét. Sau nhét này thì là dùng ở cách 2. Thế và ở đây, trong ví dụ này, thì Tôi rất yêu quý những người bạn của tôi. Các kiếp cũng hệt như vậy đúng không? Các kiếp những người bạn nào? Đúng không? Và sau động từ lưu chúng ta biết rằng là phải dùng bổ ngữ ở cách 4. Я люблю своих старых школьных друзей. Tôi rất yêu quý những người bạn thời học phổ thông cũ của tôi, của mình, đúng không? Vậy trong trường hợp này thì là à, cách 4 này và cách 2 này chúng ta nhìn thấy nó giống hệt nhau. Như thầy giáo đã nói lúc nãy với các em là gì nào? Nếu như là bất động vật ở đây là bất động vật, chỉ bất động vật. À. Ngôi nhà này, đường phố này, thành phố này thì nó là bất động vật. Cho nên cái đuôi của tính từ ở cách 4, tính từ số nhiều ở cách 4 chỉ bất động vật là giống ở cách 1 đúng không ạ? Giống ở cách 1. Thế và à còn chỉ động vật thì sao? Chỉ động vật thì ở cách 4 sẽ giống ở cách 2 đúng không ạ? Chỉ bất động vật thì cách 4, cách 1 giống nhau, chỉ động vật thì là cách 4 và cách 2 giống nhau đúng không ạ? Đó. Abrachi chimi nhỉ. Lưu ý 1 và 4. Sto ka ki ở đây, 1 cách 1 và cách 4 thì trả lời cho câu hỏi sto và ka ki có nghĩa là nó là là chỉ bất động vật đúng không ạ. À, mình nhìn нравятся эти рисунки. Tôi rất thích những bức tranh này. Какие kỳ những bức tranh nào? Bức tranh đó là chỉ là danh từ bất động vật đúng không ạ? Мне нравятся эти Tôi rất thích những tôi thích những cái bức tranh đẹp này đúng không ạ? Hoặc là ở đây. Я люблю смотреть Tôi rất yêu thích là ngắm nhìn những cái bức tranh. Какие рисунки? Những bức tranh nào? Я люблю смотреть эти красивые Tôi rất yêu thích ngắm nhìn những bức tranh À, đẹp này Đúng không ạ Thì sau động từ Liubits matrix này Phải có bổ ngữ cách 4 Đây là cách 4 Echi cresci virisunki Cách 4 ở đây Nó giống hệt là cách 1 Đúng không ạ Cách 1 Echi cresci virisunki Mùi nhiên là Echi Ở Trong trường hợp này Nó là cách 1 đúng không ạ Đó Vậy thì trong à, Trong cái bảng này Các em chỉ cần lưu ý à, Hai điểm này thôi à, Nếu như Danh từ Chỉ Động vật Thì sẽ có đuôi tính từ cách 2 và cách 4 giống nhau Danh từ chỉ bất động vật thì sẽ có đuôi tính từ cách 1 và cách 4 giống nhau Đúng không ạ? Đó, như vậy nhé Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo Ở trong tạp chí Dasuk Moskvi À, Dasuk có nghĩa là giải trí, giải trí ở Moscow. Скажите, где можно провести свободное время в большом городе? Hãy nói xem là ở đâu có thể là dành thời gian dỗi uh, chỉ có nghĩa là tiêu uh, chi tiêu thời gian dỗi hay là có nghĩa là uh, dành thời gian dỗi chúng ta dùng dùng thời gian rỗi uh, ở trong một thành phố lớn đúng không ạ? Ý nói rằng là người ta có thể nghỉ ngơi ở đâu, giải trí ở đâu đúng không ạ? Đó. Thế vậy thì prachita statchu, hãy đọc một bài <laughs> báo trong journal da Moscow. Hãy đọc một bài báo ở trong tạp chí là giải trí ở Moscow và hãy nói xem là có thể là nghỉ ngơi giải trí ở đâu trong thành phố lớn đúng không ạ? Đó, có thể dịch uh, ngôn na nó là như vậy. À, như vậy chúng ta bây giờ sẽ cùng nhau đọc cái bài này nhé. Đọc và dịch. Куда можно пойти в банском городе? Ở trong một thành phố lớn, có thể đi chơi những đâu? Chúng ta nhìn thấy ở đây chỉ là động từ chi có nghĩa là đi đâu đó, nhưng mà thầy giáo lại dịch cho các em là đi chơi những đâu, bởi vì chúng ta đang đọc một bài báo nói về giải trí ở trong một thành phố lớn cho nên các bạn có thể mạnh dạn hiểu như vậy. Куда можно пойти в большом городе? Ở trong một thành phố lớn có thể đi chơi đâu? Где можно провести свободное время? Cái tập hợp từ trong tiếng Nga провести свободное время có nghĩa là đi chơi giải trí nghỉ ngơi ở đâu đó. Провести có nghĩa là thực chất cái ý nghĩa ý nghĩa chính của nó ý nghĩa thực của nó Nếu mà dịch đúng từng từ thì có nghĩa là Chi phí cái thời gian dỗi ở chỗ nào nào các em có thể tự hiểu và tự dịch làm sao cho nó phù hợp. V Moskva ở thành phố Moskva, ta coi problem như ở trong thành phố Moskva thì cái vấn đề như vậy, ta coi problem như cái vấn đề như vậy là hoàn toàn không có. Ở đây chúng ta lưu ý, tập hợp từ này, ta có проблемы, có nghĩa là ở okay, cách hai, ta có проблемы, не существует. Такой проблемы не существует. À. Москва это огромный культурный центр. Москва đó là một cái trung tâm văn hóa cực lớn. Огромный có nghĩa là rất là lớn. В котором, mà ở đó находится. Mà ở đó có самые Lucia Musei Ở đó có những cái viện bảo tàng tốt nhất Đã tốt rồi lại còn tốt xa mình nữa là, tốt nhất Chiatri à, Những nhà hát Hudojistvenie Vistaki Những cuộc trả à, những nhà à, triển lãm nghệ thuật Vistaka là những nhà triển lãm nghệ thuật Karachinie Gallery là và những cái phòng tranh Концертные залы là những phòng hòa nhạc, которые приглашают всех москвичей и гостей столицы. Mà, à, mà những cái này, này mà tất cả những cái này, музей, театры, выставки, mà luôn mời mọc, chúng ta có thể, mà luôn mời mọc tất cả à, những người Moscow và khách của thành, và cộng với khách của thủ đô. Гостей столицы là những người khách đến thăm thủ đô drop format robot cái những thông tin cụ thể bắt này informa có nghĩa là những thông tin cụ thể về à, uh, robot có nghĩa là về sự làm việc hay chúng ta có thể nói là về uh, giờ làm việc styl nước music của của các viện bảo tàng của thủ đô chia của nhà hát kinochi của các dạp chiếu bóng khu đô khu viên nước vui vật rồi các cuộc triển lám nghệ thuật Karachin gallery rồi là các phòng tranh y canxit nước da lập rồi các phòng hòa nhạc vui mô rồi chỉ các bạn có thể đọc được vật vứ các bạn có thể đọc được ở trong tạp chí à, giải trí ở Moscowxva chúng ta lưu ý từ đaú à, kết thúc ở đây là phụ âmũâm g. Âm g là một vụ âm Hữu Ththah nhưng mà tất cả các phụ âm đứng hữu thanh đứng ở cuối từ đều bị đều bị đọc thành phụ âm vô thanh tương ứng. Trong trường hợp này g sẽ được đọc thành k. Chúng ta đọc là Dasuk. Dasuk Ở Moscow. Tiếp theo, правительство Москвы à. Правительство thông thường là chúng ta dịch là chính phủ. Nhưng mà trong trường hợp này правительство Москвы chúng ta sẽ dịch là chính quyền thành phố Moscow Уделяет Ban với và là luôn luôn dành một sự quan tâm lớn Moscow Kim cho các nhà hát của Moscow Museum cho các viện bảo tàng Khudozhistvenny художе, Vystavka cho các uh, cuộc triển lãm nghệ thuật Karachinum Gallery rồi cho các phòng tranh Kansirnum Zalam các phòng hòa nhạc и выделяет огромные средства và chi ra những cái огромные uh, средства à ở đây, à, nếu mà gọi là Vydelech stress có nghĩa là à, chi phí đầu tư, đầu tư bằng tiền đấy. Vydelech Agromnich stress gọi là chi phí đầu tư lớn. à, cho việc xây dựng vực objekt tập kultury, cho việc xây dựng những cái địa điểm văn hóa mới. Ở đây, objekt là một cái vật thể. À, nhưng trong trường hợp này, thì chúng ta sẽ hiểu cái cách nói của người Nga ấy biết Kunturi có nghĩa là chúng ta có thể hiểu đó là một cái điểm văn hóa. Gì sang tiếng Việt chúng ta gọi là một cái điểm văn hóa. Có thể là một cái cung văn hóa này, hoặc là có thể là một cái sân vận động này, hoặc là có thể là một cái phòng hòa nhạc này, hoặc là một cái nhà hát này. Thì tất cả những cái đó người ta gọi là Abiek. Abiek. Người ta gọi chung là Abiek. Vậy thì cái từ Abiek này nó có thể thay thế cho tất cả những cái từ khác. Ví dụ như là Zdanie, Theater hoặc là Theater hoặc là stadion vân vân thì nói chung là chúng ta gọi là gọi chung bằng một cái từ này á biệt. thế vậy thì vừa rồi là chúng ta đọc là gì nào? Là chính quyền Moscow đã à, đã có một cái sự chú ý rất lớn đến những cái cơ sở văn hóa này và đã dành cho à, một cái số tiền đầu tư rất lớn огромные средства, số tiền đầu tư, đầu tư rất lớn cho việc xây dựng những cái điểm văn hóa mới. За последние годы, trong thời gian cuối cùng, à trong những năm cuối, trong những năm gần đây, chúng ta dịch là trong những năm gần đây, в Москве построили новые здания Большого театра. Ở Moscow người ta đã xây dựng à, lại mới cái ngôi nhà, à, nhà hát lớn, здание театра Новая Опера. Rồi à, ngôi nhà của nhà hát là opera mới Opera Operного Pena Известной певицы Галины Вишневской à, Rồi là cái trung tâm Trung tâm hát opera Của ca sĩ nổi tiếng Galina Вишневская Адремонтировали здание và đã sửa chữa ngôi nhà исторического музея, ngôi nhà bảo tàng lịch sử, и Третьяковской галереи và phòng tranh Третьяков thế thì đây là chúng ta lưu ý cái cách mà người ta kể những cái trung tâm văn hóa ở moscow ở đây à, đối với các em sẽ là hơi khó một chút bởi vì là không những là những cái từ này là từ mới đối với các em mà khi chúng ta đọc thậm chí chúng ta còn chưa mường tượng ra đó là cái gì bởi vì các em chưa có những cái thông tin về những cái điểm văn hóa này Ví dụ như là здание Исторического музея là cái gì các em cũng không tưởng tượng ra được, đúng không ạ? Hoặc là Третьяковская Galeria là cái gì các em cũng không biết, không tưởng tượng ra được. Bởi vì sao? Các em chưa có thông tin thực tế về những cái điểm văn hóa này. Thế còn đối với những người mà người ta đã có, à, có cái thông tin rồi, thì lúc người ta đọc những cái từ tiếng Nga này, những cái tập hợp từ tiếng Nga này, người ta chỉ củng cố thêm cái kiến thức về ngôn ngữ thôi thì nó sẽ dễ hơn. Каждый день тысячи людей приходят, hàng ngày thì có hàng nghìn người đi đến в московские музеи, đi đến những cái viện bảo tàng của Moscow, театры, đến các nhà hát, картины galerie đến các uh, phòng tranh, и концертные залы và các phòng hòa nhạc на художественные выставки, rồi đến các uh, phòng triển lãm nghệ thuật. Москвичи любят свой город. но Москва очень любит свою родину. Москва и любит свою родину. Москва своими музеями, театрами, картинными галереями, художественными выставками и концертными залами». Город любит uh, городятся. là những người Moscow rất tự hào và động từ tự hào này đòi hỏi cái bổ ngữ của nó phải ở cách năm cho nên chúng ta nhìn thấy đằng sau là một loạt các tập hợp từ danh từ cộng với đại từ rồi là tính từ ở cách năm đó là cái cách người ta rèn luyện cho chúng ta để chúng ta quen lưỡi quen miệng khi chúng ta nói những cái tập hợp từ này ở cách năm nó như thế nào cho nên nhiệm vụ của thầy giáo giúp các em hiện nay đang là đọc và dịch hiểu nghĩa Thế còn cái nhiệm vụ của các em là đọc những cái câu này rất nhiều lần Những cái tập hợp từ này rất nhiều lần Để cho chúng ta quen, mũ, quen môi, quen lưỡi Khi mà chúng ta nói những cái từ, tính từ này, danh từ này, đại từ này Ở các cách làm sao cho nó phù hợp Y vừa bút nhỉ à, Bút nhi là ngày thường Y vừa bút nhỉ có nghĩa là vào và vào ngày thường Y vừa kì và vào ngày lễ cả vào ngày thường và cả vào ngày lễ chúng ta lưu ý cái tập hợp từ y và y à cái, cái cấu trúc cái cấu trúc câu y và bút nhỉ y và bát nhỉ kì có nghĩa là vào cả ngày thường và vào cả ngày lễ đúng không ạ à chúng ta có thể ví dụ một cái ví dụ khác y doma y skole đúng không ạ chúng ta sử dụng cái cấu trúc đó y y y doma y kể cả ở nhà và kể cả ở trường học đúng không ạ đó đó là cái cách mà sử dụng vận dụng vào trong lời nói Vậy thì chúng ta dịch tiếp i v budni v về cả vào cả ngày thường và vào cả ngày lễ v maskovsky muzey ở đây chúng ta nhìn thấy là tập ở cách 6 đúng không ạ à v maskovsky muzey ở trong các viện bảo tàng của moscow theatre ở trong các nhà hát concert nước ra lắc trong các phòng à, phòng hòa nhạc karachin gallery ở trong các phòng tranh inakudos và ở trên các cuộc triển lãm à, nghệ thuật à можно встретить не только москвичей có thể nhìn thấy có thể gặp không những chỉ những người Moscow nói gạch chế mà còn cả à, khách của thái, của thủ đô nữa vậy thì ở đây chúng ta lần lượt từ trên xuống dưới chúng ta nhìn thấy đầu tiên là ở cách 1 này cách 2 cách 3 này đúng không ạ xong cách 4 này đây là cách 4 này xong thì đây là cách à, cách 5 này đây là cách 5 này đúng không ạ à, đây là cách 4 là pre đúng không ạ à, nhất là đi đến đâu thì rồi thì dùng giới từ vở cách 4 đúng không ạ thế còn đây là dùng động từ garajitsa để thể hiện nó ở cách 5 này và sau cùng là đây là ở cách 6 này sử dụng với giới từ là v maskop giới từ vở đúng không ạ ở đâu đúng không trả lời cho câu hỏi gần đây đó là cách mà người ta viết để cho chúng ta tham khảo và chúng ta học các từ học từ này ở các cách như thế nào đúng không ạ vậy thì để mà chúng ta có thể nhớ được cái bảng này thì chỉ cần các em là đọc cái bài này rất nhiều lần nhé rất nhiều lần và cố gắng học thuộc nó và kể được lại thì lập tức là chúng ta đã quen mồm quen môi quen lưỡi khi chúng ta nói các tập hợp từ này và các uh, danh từ tính từ đại từ này ở 6 cách tiếng Nga số nhiều đúng không ạ đó là cái cách mà giúp cho các em dễ nhớ tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ xem phần B à, đây là thầy giáo giới thiệu cho các em uh, nhiệm vụ thôi Thế còn thì không yêu cầu tất cả các em phải làm chỉ cần yêu cầu các em đọc thuộc bài kia là tốt rồi Поставьте вопросы к выделенным словам для уточнения характеристики объектов. Hãy đặt câu hỏi cho những từ được viết đậm để xác minh uh, cái tính chất của uh, vật thể, là vật thể như thầy giáo đã giới thiệu nãy là gì nào? Là adec. Lúc này chúng ta đã sử dụng nó để thay cho các từ muzi, chiatre, uh, gallery vân 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 đúng không ạ? Đó, để cho các vật thể văn hóa đó đúng không ạ? Đó. Các bạn còn có thể đặt những câu hỏi nào, чтобы уточнить или дополнить информацию этой статьи để làm sao mà các các bạn có thể xác minh lại hoặc là có thể bổ sung thêm thông tin cho cái bài báo này cũng không cần thiết đúng không ạ? Đây là những em mà học chính khóa thì các em cần. Где вы побывали в Москве? Các bạn đã đến thăm ở đâu ở Moscow? Где вы ещё не были? À, các bạn còn chưa đến thăm ở đâu? Где вы хотите побывать и почему? Как bạn muốn đến thăm đâu nữa và tại sao? Напишите статью о Và các bạn hãy viết một bài báo về thành phố uh, thành phố quê hương của mình. Ratnoy ở đây của chúng ta chúng ta sẽ dịch là thành phố quê hương. Như vậy là ngữ liệu của bài này khá dài và khá là phức tạp, đúng không ạ? Để cho các em khỏi đau đầu thì chúng ta sẽ tạm dừng bài học ở đây. Và các em cần nhớ là gì nào? Các em cần nhớ cái đuôi của tính từ. Đuôi của À, các đại từ ở đây, chi đúng không ạ? Đại từ đây là echi, đại từ chỉ định đúng không ạ? À, và các tính từ ở đây đuôi của nó ở sáu cách, số nhiều như thế nào. Và để củng cố kiến thức thì các em cần phải đọc rất nhiều lần cái bài tập này, cái bài bài khóa này. À các em đọc rất nhiều lần để chúng ta quen mồm, quen môi, quen lưỡi nhé, để chúng ta khi chúng ta nói danh từ, tính từ và đại từ ở sáu cách, số nhiều một cách nhanh nhất đúng không ạ? Thế nhé. À, bài hôm sau chúng ta sẽ lại tiếp tục nghiên cứu những vấn đề này. Cảm ơn các em. Bài học của chúng ta xin tạm dừng tại đây. Các em đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông để nhận bài thường xuyên. Bấm like, viết bình luận bên dưới và nhớ chia sẻ bài để cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các em học tốt, có cuộc sống bình yên, luôn thành công và toại nguyện mọi ước mơ của mình.